Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu xe là tháng cuối cùng chúng ta được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Mẫu xe Toyota Veloz Cross Top. Đây là phiên bản top với mức giá 660 triệu đồng đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Và chiếc xe này thì nếu mà tính cái giá gốc xe còn lại nha quý anh chị nha, 627 triệu đồng là chúng ta đã có được chiếc xe này rồi. Nó còn thấp hơn so với bình thường chúng ta mua rất là nhiều. Và nếu như tháng 11 là chúng ta không mua thì từ tháng 12 đi là chúng ta sẽ phải trả với mức thuế trước bạ là 10%. Vì nhà nước sẽ không hỗ trợ chúng ta 5% nữa, đại lý cũng sẽ không hỗ trợ chúng ta 5% nữa luôn. Nên những chiếc xe này sẽ không có được cái mức giá tốt như thế này đâu quý anh chị. Ở tỉnh nhỉnh hơn mức giá để biết một chút xíu. Còn tại thành phố thì chúng ta đóng thêm 2 triệu miễn số, mua thêm cái bảo hiểm vật chất thân xe khoảng 9 triệu nữa là chúng ta đã có chiếc xe này rồi. Đó, đây là Veloz Cross Top. Phiên bản này là phiên bản top nên nó sẽ có gói an toàn Toyota Safety Sense. Nó có những trang bị như cam 360 rồi là phanh tay điện tử, sạc không dây, tất cả mọi thứ đều sẽ có hết trên chiếc xe MPV 7 chỗ này. Và chiếc xe này của chúng ta thì trong tháng vừa rồi em Vinh cũng bán khá là nhiều, khách hàng mua về dịch vụ kinh doanh vận tải taxi, rồi khách hàng mua về gia đình cũng khá là nhiều. Riêng cái mẫu Veloz Cross này thì lắm tháng nào cũng nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam rồi. Nên đây là một chiếc xe có thể nói là quốc dân luôn rồi quý chị, nên chắc là em Vinh không cần phải nói quá nhiều về cái sự nổi bật của nó nữa. Đó, nó có được bảo hành tới 5 năm 150.000 km để thêm cái sự yên tâm cho khách hàng. Vậy thì cụ thể cái mức giá trong tháng này nếu chúng ta mua xe nó tốt như thế nào thì chúng ta hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết thật là chi tiết nha. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh xe điện tỉnh nha. Và đừng quên, bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả dòng xe, tất cả các hãng xe. Quý chị nào có xe cũ không sử dụng tới muốn bán đi hay muốn thu cũ đổi mới, gọi cho em Vinh vào số hotline hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn, được hỗ trợ, được định giá xe miễn phí nha quý chị nha. Mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị ở trên cái mức giá 627 triệu chúng ta sẽ bỏ ra để có được chiếc xe Toyota Veloz phiên bản top này nha. Về trang bị công nghệ hiện đại, xe bảo hành 5 năm lắp ráp tại thị trường Việt Nam nên chúng ta được 100% lệ phí trước bạ. Tiêu chuẩn S-Cap 5 sao ASEAN trên mẫu xe Toyota Veloz này. Có gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm những tính năng cảnh báo tiền va chạm và đèn pha thích ứng thông minh AHB tự động giữ làn và lấy lại làn dành cho chiếc xe Toyota Veloz này. Nhắc nhở xe viên chức di chuyển và một hệ thống rất là thông minh đó chính là hỗ trợ kiểm soát vận hành chân ga, tránh chúng ta đập lộn chân ga khi sử dụng mẫu xe Toyota Veloz này, những tính năng hiện đại bậc nhất. Và về hệ thống đèn, xe được trang bị với bóng đèn LED phản xạ đa hướng cho cường độ ánh sáng rất là cao, giúp xe di chuyển và vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng hơn. Và cách thiết kế cụm đèn cũng rất là đẹp với những trang bị ở trong cụm đèn này như là đèn tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu và cùng với đó là đèn pha tự động thông minh AHB. Phía dưới đây có đèn xin nhan dạng LED chạy làm nổi bật cho cái phần đầu xe của chúng ta. Và khi không sử dụng nó sẽ là một cái đèn LED chiếu sáng ban ngày giúp xe của chúng ta cuốn hút hơn. Và những cái sợi mà chrome chạy dọc ở cái phần hông xe giúp chiếc xe của chúng ta cuốn hút hơn rất là nhiều. Phía dưới này đèn sương mù. Đèn sương mù sẽ bóng đèn halogen cho ra cường độ ánh sáng cũng khá là ổn định ở trên chiếc xe Veloz này và giúp chúng ta đi đa địa hình hơn ở trên chiếc xe này rất là nhiều. Và xe thì sẽ giúp chúng ta đi những cung đường khó một cách dễ dàng hơn. Trời mưa hay sương mù thì Veloz hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta khi dùng mẫu xe này. Phía ngoài có một thanh chữ T mạ chrome tạo điểm nhấn ở cái phần đầu xe thì với sự góc cạnh cho chiếc xe của chúng ta. Phía trong là mặt lưới tăng nhiệt được thiết kế nhãn kim cương và sơn màu đen bóng tạo điểm nhấn ở cái phần đầu xe. Phía dưới logo đó chính là hệ thống camera 360 độ theo xe ở trên chiếc xe Toyota Veloz này. Nói về trang bị thì Veloz đầy đủ chả thiếu gì đúng không quý anh chị. Và về phần hông xe thì sao? Hông xe chúng ta có được một phần trang bị hông xe với những cái điểm nổi bật cuốn hút ở trên chiếc xe này. Một trục cơ sở dài, một khoảng sáng gầm xe tốt và nhìn form dáng cũng rất là đẹp đúng quý anh chị. Một chiếc xe 5+2. Mâm bánh xe trên phiên bản top sẽ được trang bị với bộ mâm kích thước 17 inch, mâm đúc phay xước và thắng đĩa 4 bánh ở trên mẫu xe Toyota Veloz này. Phía trên chúng ta sẽ thấy được những cái đường cua lốp đó được làm dập nổi lên tạo điểm nhấn ở cái phần hông xe và làm cho cái phần hông xe của chúng ta cứng cáp hơn, khỏe khoắn hơn với những cái đường dập nổi trên đây. Đường chân kính mạ chrome, gương thì đặt xuống phía dưới đây cho góc nhìn tốt hơn, giúp xe vận hành và di chuyển một cách dễ dàng hơn. Gương thì sẽ sơn cùng màu thân xe này, đèn báo rẽ dẫn lên trên gương này. Phía dưới có đèn chào mừng cam 360 và không thể thiếu được đó chính là cảnh báo đi mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang, rất là đầy đủ về trang bị. Tay nắm cửa thì sơn cùng màu thân xe thôi, nhưng mà có nút mở cửa thông minh, cảm biến một chạm giúp chúng ta ra vào xe, khóa cửa mở cửa một cách dễ dàng hơn. Phía trên này giá nóc thể thao sơn màu bạc. Và chiếc xe này của chúng ta thì về cái phần hông xe, những cái đường nhấn nhá, những cái đường dập nổi và những cái thanh mạ chrome tạo cho chiếc xe Toyota Veloz của chúng ta có được một cái hông xe nó bề thế, nó đẹp, chuẩn một chiếc MPV, mặc dù chỉ là MPV cỡ nhỏ như quý chị nha. Về phần đuôi xe thì sao?
đuôi xe. Cái điểm nhấn mà em Vân muốn giới thiệu đầu tiên quý anh chị đó chính là cái cụm đèn, một dải led dài kéo xuyên suốt từ phía bên ngoài và phía trong logo, và cái sợi led này giúp chúng ta nhận diện đặc trưng mẫu xe Veloz khi di chuyển vào ban đêm. Một cái thanh led rất là dài quý anh chị. Phía trên có anten nhận vây cá, đèn báo phanh nhận led trên cao, xe kính sau, gạt mưa phía sau, và xe còn được trang bị cam lùi, cảm biến lùi ở phía sau, rất là đầy đủ, cảnh báo phương tiện cắt ngang đầy đủ trên chiếc xe Veloz phiên bản top này. Xe này thì khách hàng đã mua rồi nha quý chị nha, nên phần hông xe quý chị có thể thấy đã dán phim cách nhiệt Wincode. Phim Wincode này sẽ là phim phủ Nhật bảo hành 10 năm, về chất lượng rất là tốt nên quý chị có thể hoàn toàn yên tâm. Khách hàng này thì đã mua xe và đang chờ bấm số, nên những trang bị phụ kiện sẽ được đại lý lắp lên trước, và phần phim này sẽ giúp chúng ta cách nhiệt, giảm cho cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chúng ta đi đó, bởi vì nhiệt độ trong xe thấp thì chúng ta mở máy lạnh ít mà quý chị. Đó. Còn về mức tiêu thụ nhiên liệu thì do dán phim rồi nên nhìn ở phía bên ngoài vô nó sẽ hơi tối, nên em đọc cho quý chị nha. Thì đối với đường kết hợp nó sẽ là 5,8 lít trên 100 km, trong đô thị là 6,9 lít và ngoài đô thị chỉ có 5,1 lít thôi quý anh chị. Do cái phần dán phim quý chị sẽ không nhìn thấy, nhưng mà với mức tiêu thụ nhiên liệu dành cho chiếc xe 7 chỗ như vậy thì mình khẳng định là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, nội thất phía trong. Về nội thất thì chúng ta có thể thấy được ngay, Veloz được trang bị với một nội thất rộng rãi thoải mái. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng xuống hoặc tạo thành chế độ ghế sofa để chúng ta có được những không gian nội thất bên trong rộng rãi hơn. Và khi sử dụng full tất cả 7 chỗ ngồi, chúng ta vẫn còn một phần cốp xe rất là rộng. Và phía dưới đây đó, sẽ có những cái hộc để đồ, chúng ta để những cái vật dụng trong quá trình sử dụng xe, con đội bộ dụng cụ mở bánh xe, đầu kéo xe rất là đầy đủ quý anh chị ha. Đó, cốp xe thì nhẹ nhàng, hỗ trợ hai tia thủy lực đóng mở rất là đơn giản trên chiếc xe Veloz phiên bản top này. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục di chuyển vào cái phần nội thất của chiếc xe Veloz này nha. Thì khi mà chúng ta bước vào cái phần nội thất của chiếc Veloz này thì điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy ở trên xe là xe sẽ được trang bị với hai tông màu chủ đạo là màu kem kết hợp với lại màu đen. Đó, rất là đẹp đúng không quý chị ha. Có đèn viền nội thất phía trong ở trên cổ và phần yên ngựa đều sẽ có hết. Đó, những vị trí này đều sẽ được bọc da màu kem rất là đẹp. Những nút bấm lên xuống kính, một chạm chống kẹt, chỉnh kính định ngập kính định. Về ghế của Veloz thì sẽ là ghế da phan nỉ thiết kế dạng kiểu, chứ không phải là đây là khách hàng hay là nhà máy tiết khách hàng một chút nỉ đâu. Đó, phần nỉ này là nỉ cao cấp sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự thông thoáng và mát mẻ hơn khi sử dụng mẫu ghế này. Và những cái vị trí bọc da là những vị trí thường xuyên tiếp xúc để tăng thêm tuổi thọ cho bộ ghế của chúng ta. Đó, những vị trí ở trên đây thì chúng ta sẽ được trang bị những cái tính năng ở trên xe, cảnh báo tiếng va chạm, đèn pha tiếng thông minh AHB và phía dưới có vít CTRC ha. Là cục tiến của phần nội thất nào. Khi mà bước vào cái phần nội thất của cái chiếc xe này, chúng ta sẽ thấy được đầu tiên đó là một cái màn hình phía trước mặt người lái hoàn toàn kỹ thuật số ở trên chiếc xe Toyota Veloz này. Đó, màn hình trung tâm thì sẽ là 7 inch, đó, giúp chúng ta dễ dàng quan sát chiếc xe như xe vừa báo tình trạng chiếc xe của chúng ta, và chúng ta có thể nắm bắt một chiếc xe một cách dễ dàng hơn với những cái thông số được gửi từ người lái trên đây, mức tiêu thụ nhiên liệu này quý vị, mọi thứ ở trên hết cái màn hình này ha. Và cả những hệ thống an toàn sẽ được hiển thị trên đây nữa. Bên đây thì sẽ thể hiện tốc độ xe và lượng nhiên liệu còn lại trong bình của chúng ta. Đèn thì sẽ là đèn auto tự động bật tắt ha. Vô lăng bọc da mạ bạc ba chấu rất là đẹp, với những nút bấm trên vô lăng điều khiển màn hình đa thông tin, tăng giảm âm lượng và cam 360. Phía đây thì chúng ta sẽ có 3 chế độ chạy bao gồm Eco, Normal và Power. Tùy theo điều kiện sử dụng thì chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ làm sao cho nó phù hợp nhất với lại cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, để chúng ta dễ dàng vận hành và di chuyển cái mẫu xe Toyota Veloz này. Về màn hình giải trí sẽ được trang bị một màn hình giải trí lớn 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto ở trên đây. Ngoài ra có kết nối như là đài FM, Bluetooth, USB, mọi thứ đều sẽ có trên đây. Và hệ thống camera 360 độ theo xe sẽ được kích hoạt ở trên đây. Với đây, cái này là không phải cam nha quý chị nha, là do cái điện thoại mình quay á, nó khác so với lại cái ánh sáng ở phía ngoài nên nó sẽ hơi tối xíu. Đây em mình sẽ nét lại này. Nó cam thì cũng rất là sắc nét, giúp chúng ta dễ dàng quan sát vận hành chiếc xe này trong cái khu vực nội đô hay là chúng ta di chuyển vào những cung đường chật hẹp. Nó bánh xe và có vạch kẻ sẵn để chúng ta dễ dàng vận hành chiếc xe. Phía dưới thì chúng ta sẽ có điều hòa tự động, nó có dàn lạn độc lập ở phía sau giúp chúng ta dễ dàng vận hành và di chuyển chiếc xe này. Đối với một chiếc xe 5+27 chỗ, nút để start top. Hộp số thì là hộp số DCVT, có thêm bánh răng chuyển động, êm ái, mượt mà hơn, giảm độ chế và tiết kiệm nhiên liệu hơn cho chúng ta. Chạy hộp số mới này thích lắm quý chị. Phía dưới phanh tay điện tử auto hold và sạc không dây. Sạc không dây này đã được điều chỉnh lại nên đa phần tất cả các điện thoại bây giờ chúng ta đều có thể sạc hết ha, và đã lên chuẩn 15W nên sạc nhanh hơn rất là nhiều. Đó, phần tắp bi này. Đó, bọc da hết quý chị. Veloz thì phiên bản top chúng ta có đầy đủ trang bị công nghệ, mức giá 627 triệu sau khuyến mãi, quá tuyệt vời quý chị.
Và về an toàn như Vân vừa mới kể, như có an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo điểm mù và các phương tiện cách ngang K360 đều sẽ có hết. Ngoài ra còn có đến 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, mọi thứ có hết trên Veloz, không thiếu gì hết quý anh chị. Chỉ lấy xe về là chạy thôi. Đó, hàng ghế thứ hai đây, rộng rãi thoải mái. Đó, phần trần thì được làm cao và phía bên trên đây thì sẽ là toàn bộ cái dàn lạn ở phía sau của chúng ta, điều khiển tốc độ gió độc lập ở phía sau. Đó, phía dưới đây chúng ta còn có những cái jack sạc chân USB để sạc các thiết bị điện ở phía dưới đây. Đó. Và về hàng ghế thứ ba thì nó cũng rất là rộng rãi thoải mái, phần trần thì được làm cao lên. Em Vinh cũng đã trải nghiệm về cái hàng ghế thứ ba này rất là nhiều lần ở những cái video trước đây. Chiều cao mà dưới 1m7 thì chúng ta ngồi hoàn toàn thoải mái trên chiếc xe Toyota Veloz này. Và những quý anh chị nào mà chiều cao trên 1m7 thì chúng ta thể điều chỉnh cái vị trí ngồi làm sao cho nó phù hợp nhất. Vì đây cũng chỉ là một chiếc xe 5+2 thôi chứ không phải 8 chỗ nên nó sẽ không có được một cái khoang nội thất thuộc vào dạng quá là rộng rãi và quá là thoải mái đâu. Nhưng mà đủ dùng là đây là chiếc xe Toyota Veloz của chúng ta. Và trang bị, công nghệ, mức giá và tiện nghi trên xe thì đầy đủ rồi, chỉ thiếu mỗi người mua thôi. Và những quý anh chị nào đang quan tâm thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đối mức giá của chiếc xe này nha. Và đó là về một vòng tổng quan về chiếc xe Toyota Veloz phiên bản tốt của chúng ta. Màu trắng ngọc trai này thì quý anh chị cộng thêm vào giá xe cho em Vinh 8 triệu nữa nha. Đối mẫu này chúng ta sẽ có 5 màu, có màu trắng ngọc trai này, có màu bạc tím, màu đỏ, màu đen, 5 màu thì chúng ta thể lựa chọn tùy theo phong thủy của chúng ta. Và chiếc xe này thì hiện tại đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với mức giá niêm yết chưa bao gồm chương trình khuyến mãi là 660 triệu đồng. Em Vinh sẽ tính ở màu tiêu chuẩn nha quý chị nha. Còn quý chị nào lấy màu trắng thì thêm cho em Vinh 8 triệu vào giá xe nha. Nếu như đang bán tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa trừ chương trình khuyến mãi, đầy đủ bảo hiểm vật chất thân xe và thuế phí dành cho xe không kinh doanh, chiếc xe này của chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ sẽ là 727 triệu đồng. Nếu như chúng ta trừ đi cái chương trình khuyến mãi dành cho chiếc xe này là đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11 thì chiếc xe này của chúng ta chỉ còn lại với mức giá là 696 triệu thôi để sở hữu chiếc xe này. Còn tại các tỉnh lân cận, Đồng Nai, Bình Dương, Hòa Long An, 678 triệu là đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Trong khi mức giá niêm yết là 660 triệu rồi quý vị. Một mức giá cực kỳ tốt để chúng ta có thể mua xe và tháng này là tháng cuối cùng chúng ta được hưởng cái phần thuế trước bạ 50% và 100% lệ phí trước bạ từ đại lý Toyota Hùng Vương thôi. Còn nếu mà chúng ta bước qua tháng 12 hay qua đầu tháng 1 chúng ta mới mua xe thì chiếc xe này của chúng ta sẽ phải cộng thêm 66 triệu tiền thuế nữa nếu chúng ta mua mẫu xe Toyota Veloz này. Và chương trình khuyến mãi thì chưa dừng tại đó đâu quý chị, còn tặng thêm những món phụ kiện trên xe trị giá lên tới 15 triệu đồng. Những trang bị phụ kiện đầy đủ để khách hàng sử dụng kinh doanh hay phục vụ gia đình khi mua xe tại Toyota Hùng Vương. Và ngoài ra còn tặng thêm các mốc bảo dưỡng về sau cho khách hàng 1.000, 5.000, 50.000, 100.000 khi mua xe tại Toyota Hùng Vương. Và mua bảo hiểm còn được tặng phí thường niên khi mua bảo hiểm nữa. Vay ngân hàng tài chính Toyota với mức lãi suất thấp còn gì tuyệt vời hơn nữa quý chị. Những quý chị nào đang quan tâm gọi ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi tốt nhất dành cho tháng 11 của năm 2024 này nha. Và dành những quý chị nào mà đang quan tâm về mẫu xe Toyota Veloz này có xe giao liền hay không, bên em còn xe giao ngay nha quý chị nha. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh Xe Bình Tĩnh nha. Và bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả dòng xe, tất cả các hãng xe. Quý chị nào có xe cũ không sử dụng tới muốn bán đi hay muốn thu cũ đổi mới, gọi cho Vinh vào số hotline hoặc kết bạn Zalo, đảm bảo mức giá cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn dễ dàng. Về chương trình trả góp thì xe này chúng ta vẫn có thể vay được 80-85% giá trị xe, thời gian vay lên tới 8 năm, thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Mức đầu tư ban đầu dành cho chiếc xe này 180 triệu để nhận xe. Và chiếc xe này của chúng ta đang có mức lãi suất ưu đãi là 0.56% trên một tháng. Về hồ sơ thủ tục thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số điện thoại dưới màn hình hoặc kết bạn Zalo để tư vấn chi tiết nhất nha. Và những quý chị nào muốn lái thử trải nghiệm hay xem chi tiết hơn về chiếc xe này, hãy tới tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để được lái thử trải nghiệm và xem chi tiết hơn về chiếc Veloz này nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.